Giờ mở mặt nạ ra. Rồi, chào anh. Xin chào em. Dạ, rồi bây giờ anh giới thiệu về thông tin cá nhân của mình đi ạ. Tôi là Ngọc Tiến, sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, nhưng hiện tại bây giờ tôi lập nghiệp ở Tây Ninh. Năm nay 51 tuổi, mua bán nông sản. Cụ thể nông sản là gì vậy? Tiêu điều. À, tiêu điều ở dưới Tây Ninh. Từ Nghệ An mà anh vào lập nghiệp ở trong này là lâu chưa? Hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Wow, dạ. Rồi còn em thì sao ạ? Dạ, em tên là Lan, em 37 tuổi. 37 em đang tuổi. Sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, Lan đang làm công việc gì Lan? Em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê mình ở đâu? Em sinh ra ở đây luôn, quê ông bà thì ở Quảng Ngãi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì hả? Em là người sống hơi tình cảm chút, nấu ăn được, cũng có thể hát. Hát đoạn nghe chơi nè. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã hiến dâng cho tình yêu. Vì đường tình yêu muôn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi. Hay quá trời ơi, đang còn cảm xúc dạt dào hả? Rồi, đó là điểm mạnh, thế còn điểm yếu của mình? Có những công việc mà ví dụ như em không tập trung á, là em sẽ dễ bị quên những cái chuyện vặt ở trong nhà. Em cũng hơi thẳng tính, đôi khi là em nói mình nghĩ là mình nói vô tư, nhưng mà thật ra người ta giận mình cũng không biết luôn. Thì nào người ta nói với ai? Chịu chia sẻ mình mới biết, còn nhiều người ta đâu có chia sẻ, người ta ghim. Ta ghim mí ghim vô, cuối cùng người ta cũng mệt, cuối cùng cái mình cũng bị ảnh hưởng nữa. Dạ. Đó, thôi mình đã biết đó là khuyết điểm của mình thì mình cũng từ từ mình chỉnh sửa, mình cải thiện. Vậy còn anh nè, khuyết điểm của anh là gì nè? Không có khuyết điểm gì hết. Wow. Vậy là anh tuyệt vời. Vậy ưu điểm? Còn không luôn, không luôn. Vậy là người anh là người bình bình. Gió thổi chiều nào anh theo chiều đó. Giờ thôi đụng thì anh mới theo, còn trật đi là anh đâu có. Vậy là anh cũng phải có là lập trường. Lập trường của anh số 1 vững vàng. Anh có gia trưởng không? Không gia trưởng thương. Chứ thường anh thấy người miền Trung, người miền ngoài là gia trưởng. Anh lấy vợ là thương vợ, dịu dàng. Dịu dàng đó. Trong những cuộc sống, đồng viên vợ hết mức. Dạ. Yêu gia đình. Dạ. Vậy là cũng ưu điểm nữa. Hay làm việc nhà, giặt quần áo. Trời quá tuyệt vời. Lau nhà. Quá tức là còn nghĩa là không có phân chia. Dạ. Yeah. Có khi làm nhiều hơn vợ. Tức là mình phải dành làm nhiều hơn. Dạ. Yeah. Vợ nó nhẹ ra chút là mình cảm thấy hạnh phúc. Vậy anh có tật xấu gì không nè? Rượu uống nè. Rượu uống. Cờ bạc không nè. Cờ bạc không luôn. Thuộc là ăn hút nè. Không luôn. Nhưng mà ăn nhiều. Nhiều mà đâu có mập đâu. Ngày ăn 4 lần. 4 lần. Ừ. 11 giờ đêm ăn này. Ôi trời. 6 giờ ăn này. Trưa ăn này, sáng ăn. 11 giờ đêm anh ăn rồi sao anh ngủ anh? Anh ăn giờ đó rồi mấy giờ anh ngủ? Ăn giờ rồi khoảng tầm 12 giờ ngủ. 12 giờ ngủ, sao sáng dậy ăn tiếp? Ăn cho nó khỏe. Dạ. Rồi, còn em thì sao nè? Tình trường mình như thế nào à? Em có ly hôn một lần. Có ly hôn một lần, mình có cháu nào chưa? Dạ chưa, thanh xuân của em có người duy nhất. À, thanh xuân có một người là quen mấy năm? Quen em quen 5 năm. Quen 5 năm, rồi cưới với nhau được thêm... 6 năm. Quen 5 năm, rồi cưới với nhau 6 năm, 11 năm, một người đàn ông duy nhất. Lý do sao chia tay? Thiệt quá nhỉ, thiệt. Dạ, thiệt thòi quá, cả tuổi thanh xuân biết có người một không? Anh đó, anh biết em từ hồi em học phổ thông. Và không ai cho tiếp cận ai hết trơn. Nên có người vậy, do quan niệm sống nó hơi khác biệt là anh người Bắc. Khác biệt, vừa quen nhau tới 5 năm không lẽ không tìm ra cái khác biệt. Còn về lấy nhau thêm 6 năm nữa. Khác biệt thì ngay từ đầu đã phải thấy khác biệt rồi, còn lấy làm chi? Vâng, nhưng mà do lúc đó mình còn nhỏ chứ cũng không suy nghĩ nhiều. Còn về cái chuyện con cái? Con cái thì nó cũng là một phần. Do em không có hay là do ảnh không có? Mới đầu là do cả hai, sau đó là do em. Em bị tắc vòi trứng. Trước vậy thì sao từ lúc đó đến giờ ly dị giờ là bao nhiêu năm rồi? 8 năm chị. 8 năm nay em có đi điều trị không? Dạ. Lý do? Em không có quen ai chính thức rồi cũng... Ủa? Mình cứ điều trị cho cái cơ thể của mình, con người của mình nó khỏe mạnh. Em có muốn có con không? Có chị. Thì em phải tự điều trị cho bản thân em chứ đâu phải là khi nào mình có người rồi mình mới đi điều trị. Bác em, sĩ... Em nói vậy đúng không anh? Mình có bệnh thì mình cứ đi điều trị cho mình trước. Thật ra là em tính xác định là em ở vậy luôn. À... Sao mà bi quan vậy? Nhưng mà bây giờ đổi ý. Quyết định giờ nhưng bây giờ đổi ý. Em đến cái chương trình này là bạn em đăng ký.
Nhưng mà tại sao em lại có cái suy nghĩ là mình ở vậy luôn, trong khi đó em còn rất trẻ? Bây giờ em vẫn còn rất là trẻ, chị 40 mấy tuổi mà chị vẫn luôn khao khát được lập gia đình. Tại sao em lại sợ có... mình không đem tới hạnh phúc trọn vẹn cho người ta? Là vì sao? Là vì cái chuyện em không sanh được. Dạ. Vậy thì tại sao em không, em sợ cái đó thì tại sao em không đi điều trị cái đó? Bây giờ y học rất là hiện đại luôn. Khi nào mà em trị rồi, em làm hết cách mà em vẫn không có được á, thì coi như là thôi. Mà thật sự không có con vẫn hạnh phúc mà em. Em không biết nữa chị. Nói chung là em thấy mình không có duyên trong cái chuyện tình yêu hay sao? Không, em bi quan quá. Chị nè, 5-7 mối tình gãy đổ mà chị vẫn luôn khao khát tình yêu. Bảy mối tình hả? 5-7 luôn, anh cộng lại là 12 cũng vô nữa. Không, anh. Không, vừa lên còn ít. Trong khi đó là cô bé này chỉ mới có một mối tình duy nhất thôi. Em bị bi quan quá trong cuộc sống rồi. Bi quan. Hôm nay em biết chị Tường rồi thì chị hy vọng rằng cái năng lượng tích cực của chị sẽ truyền cho em. Mình không có nên bi quan như vậy. Trước tiên người phụ nữ mình sống là vì mình trước cái đã. Chị chưa nói đến chuyện tình yêu. Em phải tự tin vào bản thân mình. Có rất nhiều người đàn ông người ta đến với mình cũng không cần phải sinh con luôn. Hoặc có những người người ta cũng đã gãy đổ, người ta có con cái rồi, người ta cũng không có nhu cầu cần con cái. Mà thậm chí bây giờ ta có cần nhưng mà người ta yêu thương em không có sinh con được cũng không vấn đề gì hết. Chị thì chị nghĩ rằng nên có gia đình để mà mình có một cái gì niềm vui, có một cái gì đó nó hữu hỷ cho mình sau này, là một cái người bạn đồng hành thôi. Em rất là xinh, rất là đẹp, còn rất trẻ và tương lai còn rất dài. Đừng có nghĩ như vậy, nó u ám lắm. Dạ. Nha. Cảm ơn chị. Nhớ nha. Dạ. Còn anh ạ? Anh hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình thứ nhất hai đứa con. Mối tình thứ nhất hai đứa con là sống được bao nhiêu lâu ạ? 9 năm. 9 năm. Dạ, quen trước đó mấy năm ạ? Quen từ đó 1 năm. Là 10 năm. Chứ hai cháu là bao nhiêu tuổi rồi anh? Hai cháu là bây giờ đứa đầu là 30. Wow. Có gia đình rồi. Dạ. Nhưng mà ở ngoài quê. Dạ. Đứa thứ hai cũng có gia đình rồi. Dạ. Tức là ngoài kia là nhà cửa là anh giao dụng nó hai đứa. Dạ. Ở trong này cuộc sống riêng của anh. Sống trong này thì một mình anh. Dạ. Nhưng mà có nhà. Rồi cuộc sống nói chung bình an. Dạ. Nhưng mà mối tình đó có hai cháu rồi mà lý do tại sao lại gãy đổ vậy anh? Tức là con người ta nó có cái phần, cái duyên. Ví dụ đến cái khúc đó là phải chia tay. Thì đó là ông trời ông sắp thì mình chẳng muốn. Em biết đến ngày đến tháng là hết tình nhưng mà chắc chắn phải có lý do. Không yêu. Ai không yêu ạ? Anh. Anh không yêu? Không yêu nhưng mà quan tâm, thương, động viên. Không yêu mà sao mà lại lấy nhau? Thì hồi xưa ở trong xóm, trong làng này, nhiều khi ba mẹ nói bây giờ tao già rồi con thôi lấy để cho ba mẹ yên lòng. Nhiều lúc có cái sự tức là mình cũng nghĩ cái chữ hiếu. Có nghĩa là do ông bà sắp đặt ngày xưa. Rồi là anh là người chấm dứt hay là cổ là người chấm dứt? Anh. Anh. Vì sau đó anh gặp một cái người khác mà anh yêu? Gặp người sau, tức là thương hại chứ anh không yêu. Nữa, cũng không yêu. Nhưng mà ở tốt, anh đối xử rất tốt. Chia tay cái vợ anh bao lâu thì anh mới gặp cái người thứ hai ạ? Chia tay được 4 năm. 4 năm. Mà đó, sao gọi là thương hại chị? Rồi mối sau tại sao thương hại? Cổ hỏi nè. Mối thương hại là bởi vì cô đó là từ ở miền Bắc. Cùng một cái hoàn cảnh rất chi là bi đát, bỏ nhà ra đi. Dạ. Cũng có hai đứa con, chồng rượu che cờ bạc bé bét. Dạ. Tức là con nghĩa là không quan tâm gì đến vợ, bỏ bê. Dạ. Cái người phụ nữ ta chịu hết nói. Rồi anh đồng cảm với cái hoàn cảnh của cổ. Thầy cô cũng chịu khó, chịu khăn, đức tính cũng tốt. Mà anh cần đức tính, cái đức tính tốt là anh chịu. Dạ. Có được nhà nước công nhận không ạ? Mỗi thứ hai thì quả tình 9 năm là nhà nước công nhận rồi, có ly hôn. 9 năm luôn? Tức là vượt. Rồi anh cũng chung thủy quá, một mối tình nào cũng 10 năm như 9 năm. Nhưng mà sau đó để anh kể cho, sau đó tức là về cái lĩnh vực tình cảm là cô không muốn tranh. À. Tự động cổ thay đổi ha anh? Đang yên, đang lành mà cổ tự thay đổi. Tự thay đổi. Chia tay tới nay là bao lâu rồi anh? 7 năm rồi. Mối tình đầu 10 năm, sau đó chia tay được 4 năm. Rồi mối tình thứ hai 9 năm. Chia tay bây giờ 7 năm. Nhưng mà anh sống với hai người vợ không hình anh điều gì hết. Vợ con người của anh đối xử rất tốt. Dạ. Anh. Cái mối sau là có con không anh? Không. Bây giờ anh có nhu cầu có thêm con nữa không? Em hỏi thật. Có cũng được, không có cũng được. Quan trọng nhất đó là sống với nhau có phúc, cái sự hạnh phúc. Rồi. Cộng với lại là thương yêu nhau hằng giờ, hằng ngày, hằng phút. Đó là hạnh phúc rồi. Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một cái người đàn ông như thế nào? Không hút thuốc chị. Không nói tầm bậy tầm bạ. Như hay nói tục á. Rồi không nhậu nhiều. Anh có nhậu nhiều không anh ơi? Không. Anh nói anh không hết. Chỉ có ăn 11 giờ đêm thôi. Chỉ có anh là nhiều. Và lo gia đình, tức là con nghĩa yêu gia đình, yêu vợ. Nhưng mà nãy giờ anh... em nghe toàn là anh không yêu vợ không mà. Yêu vợ.
yêu đâu, anh nói một người thì là anh không yêu một người thì tại anh thương hại. Nhưng mà vẫn yêu, tức là yêu có nghĩa rằng yêu bằng một cái tình cảm đối với nhau hàng ngày, tuy rằng không yêu bằng trái tim. Tại vì anh chưa gặp một cái đối tượng nào mà để anh phải rung động mà thao thức mà đêm về nhớ nhung là anh chưa có cái cảm xúc đó. Chưa có cảm xúc đó. Nhưng mà anh đã khi mà anh đồng cảm với một ai đó, anh đồng ý chấp nhận rồi, lấy rồi thì anh rất yêu thương gia đình của anh, vợ con chăm sóc, nên anh là một cái người đàn ông của gia đình. Hồi nãy chị có nói với em một cái vế, bây giờ nếu em tìm được một người yêu thương mình càng tốt, đúng không? Nếu không em cũng cần có một cái người ví dụ như này. Đàn ông có thể là chu toàn, bảo bọc, chăm sóc, lo lắng cho mình. Chứ bây giờ cầu toàn khó lắm. Còn anh muốn tìm một người bạn gái ở cái thời điểm này như thế nào? Chiều cao từ 1m58 trở lên. Rồi. Em thiếu. Thiếu xíu, vấn đề 1-2 phân không thành vấn đề. Cân nặng từ 60kg trở lên. Em thiếu luôn. Thiếu luôn. Ủa gì, anh muốn từ 60kg trở lên hay trở xuống? Trở lên. Trở lên. Trời ơi, là anh thích người mập mập á hả? Ừ. Ngộ vậy? Bởi vì giờ nói ra thì đừng có cười anh. Ừ. Càng mập thì anh lại có một cái sự, tức là nó rung động với cái ý thích của mình. À, nói chung anh thích style mập mập, tròn trịa. Rồi, tao em nghe đưa cái hình của em cho chị coi. 58kg. Anh thấy đường không? Anh có cần đeo kính không? Sao không thấy? Đâu, theo như anh đoán cổ là cô nào trong đó? Đó, em bây đoán giờ đoán một đúng hai sai thôi. Đương nhiên một đúng hai sai rồi chứ sao? Nhưng rồi chứ biết sao giờ? Cô nào? Hình như cô này nè. Đâu? Cô áo dài phải không? Ờ, hình như đó. Rồi, giữ đi được không? Lát em gả cho. Đố em đoán anh này cao nhiêu, cân nặng nhiêu, quần áo tóc tai ảnh như thế nào? Chắc khoảng 1m7, nặng chắc khoảng 6-8kg. 76kg. Cao nhiêu? Cao 1m68. 1m68 vậy là cũng gần đúng rồi. Anh có bị hói không anh? Không, anh là trán cao chứ không hói. Trán cao chứ không hói. Cao da đen hay da trắng? Da trắng. Được chưa? Dạ. Mời hai bạn cùng nhìn về cửa trái tim. Trán cao thông minh. Xin chào em. Dạ. Sao em vậy, là hói hay trắng cao? Hói. Trời, em cũng thẳng thắn ghê. Khi đó là em lại hói nhưng anh lại trắng cao. Kệ ảnh đi, anh có quyền mà. Giống em siêu quốc thuận thôi, có gì đâu. Đẹp, bình thường. Cổ là cô này nè, cô áo bông vàng vàng đúng không? Anh xin tặng em nha. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có chuẩn bị món quà tặng anh. Rồi, anh cảm ơn em. Có thể lưu giữ những cái hình ảnh của gia đình, của bản thân. Nói là tôi biết của ăn bùm rồi, khỏi khui luôn. Rồi bây giờ Cát Tường sẽ dành cho hai anh chị một ít thời gian. Xin mời hai anh chị nha, thưởng thức món ăn sashimi tổng hợp của nhà hàng Filmer. Nhớ nha anh, vừa tâm sự, vừa nói chuyện, vừa ăn nha. Cho em hỏi hiện tại giờ anh đang sống với ai? Anh sống một mình, tức là không phụ thuộc ai hết. Sau 7 năm anh kết thúc với cái chị thứ hai thì anh không có thương hại của chị nào nữa. Không, tức là chưa còn đối tượng. Anh thấy em sao? Em thì em đẹp. Có phải cái gu của anh không? Đẹp nhân hậu, đẹp hiền lành. Thôi mời anh nha. Dạ. Một tháng anh đi xuống với thành phố Hồ Chí Minh này mấy lần? À, khoảng 2 lần. Xuống để giao tiếp công việc hay sao ạ? Đúng rồi. Ví dụ như mà anh quen em ở xa vậy đi thì anh sẽ gặp em như thế nào? Một tháng thì khoảng 2-3 lần gì đó sắp xếp. Xuống gặp em để trò chuyện rồi này nọ thôi. Thì động viên. Dạ. Quan trọng cái động viên. Tại sao gọi là động viên? Động viên tức là có nghĩa rằng là quan tâm. Sao anh không dùng từ là tìm hiểu mà dùng từ là động viên? Thì động viên thì từ cái chỗ anh động viên thì là tìm hiểu con gì nữa. Động viên thì anh tìm hiểu được cái đức tính này. Dạ. Rồi cái bản năng này, rồi cái ứng xử này. Em dùng đi em. Dạ. Cái này là rất tuyệt vời này. Xúc động. Sao lại xúc động anh? Xúc động tức là hôm nay ta được, tức là cô nghĩa rằng rất quý. Quý gì anh? Quý tức là ngàn năm có một, hôm nay được thưởng thức. À. Cái này của từ chương trình. Dạ đúng rồi. Xúc động lắm. Dạ. Từ khi sinh ra mà lớn lên hôm nay anh rất xúc động. Được. Xúc động từ trái tim cho anh. Ừ, xúc động. Mà rung gì món ăn chứ không phải rung gì cô này hả? Xúc động tức là con nghĩa ra trước tiên là xúc động cái chương trình trước. Dạ. Chương trình tức là rất nhiệt tình. Dạ. Kể cả nhân viên này. Dạ. Kể cả Cát Tường. Dạ. Kể cả những người quay. Cái gì xúc động hết. Rồi. Mà tình yêu chưa biết có xúc thứ động hay không. Là coi như cái tình yêu thì bây giờ coi như phụ thuộc về trái tim của em và trái tim của anh. Dạ. Trái tim nó mở cửa thì ta nhận nút. Thí dụ như anh cưới thì anh có muốn em về Tây Ninh với anh không? Hay là... Có chứ, bởi vì anh có nhà riêng mà.
Gọi như độc quyền hai vợ chồng nhưng không có ai xúc phạm. Cái công việc của anh thì em có thể phụ được gì trong đó? Có thể anh tạo điều kiện được ở nhà. Ví dụ nhà là chỉ làm công việc gì? Chứ phụ nữ không có làm việc buồn lắm rồi, mất công rồi. Ví dụ là mở cái sập gạo hay là sập gì đó hay là bán cái gì cho nó quay quá nhỉ? Về việc nhà thì anh nhìn lỗi, chứ có thể anh làm nhiều hơn cô nè. Vì anh yêu gia đình, anh yêu cái gì sạch sẽ. Rồi. Xin lỗi, về là lau chùi coi như xin lỗi cái gì sạch sẽ. Rồi. Gọi như làm nhiều hơn cả vợ. Vậy là anh là người kỹ tính à? Anh sạch sẽ chứ không kỳ tính. Tức là có nghĩa là quần nào vợ anh giặt được, anh không kỳ nè. Thật. Anh thích sạch cho anh làm, hiểu không? Chứ không phải là anh kỹ tính, anh kỹ mong anh bắt mình làm, mà anh vẫn làm luôn. Đó, nó là như vậy. Mời hai bạn bóc một lá bài. Mời anh. Này, chơi cho vui anh, game show anh. Nhiều khi nó hên hên, trúng cái gì hay hay, đọc lên cưng. Bạn sẽ làm gì nếu chồng vợ tương lai của mình chẳng may làm ăn thất bại, nợ một số tiền lớn? Rồi, anh đọc thử bên câu anh em nghe cả. Ừ. Đây sẽ cạnh tương đạo rõ rõ mắt đọc vô máy nha. Thử cầu hôn người đối diện một cách lãng mạn, ngọt ngào nhất, dễ ẹt có gì đâu. Rồi, trước tiên mời em gái thực hiện yêu cầu của chương trình trước. Thật ra thì khi mà cái người đầu tiên của em á, lúc mà em mới cưới thì em cũng biết là ảnh khó khăn, nhưng mà em không nghĩ là ảnh có nợ. Rồi em đi làm được khoảng vài tháng thì ảnh kêu là anh cần em ở nhà phụ anh buôn bán. Thì em cũng ở nhà, và cái ngày đầu tiên mà em ra buôn bán là ảnh cho em nguyên cuốn sổ nợ. Em cũng giúp ảnh trả nợ được, rồi em cũng xoay sở, rồi vực dậy cái cửa hàng hơn. Thành ra đối với em, việc mà chồng vợ thất bại thì đã là vợ chồng rồi thì phải chia sẻ nhau. Chị khác em một chút. Nếu mình được người bạn, người chồng sắp cưới của mình chia sẻ về cái việc nợ nần đó, tùy theo tình cảm của mình có thể cùng anh ấy gánh vác giống như em nói. Nhưng nếu mình bị đặt vào thế đã rồi, chị phải xem lại nha. Tại vì ngày xưa chị cũng đã từng bị vậy rồi. 7/7/21 ngày là bấm nút lên đường giùm chị cái, tại chị không thích bị gạt. Em nói vậy anh có thấy đồng ý với cái quan điểm của em không? Ừ, đúng, cả tương nợ là đúng. Dạ. Chứ tự nhiên lúc chưa lấy không biết, lấy nhau về lòi ra đóng nợ, tự nhiên mình vô mình phụ mình trả nợ vô duyên. Phải nói trước. Đến anh, làm đi anh. Mời anh qua đây. Qua. Qua đây anh. Rồi. Dạ. Trời ơi, anh là từng trường hai mối tình rồi, phải có kinh nghiệm. Hai mối tình nhưng mà mắc cỡ. Mắc cỡ gì nữa? 51 tuổi rồi. Chưa biết yêu lần nào chị? Chưa biết yêu. Chưa biết yêu, lần này anh ráng yêu coi. Coi như con nghĩa anh thương em, sẽ đưa em coi như vượt núi treo đèo. Đó. Dạ. Về Tây Ninh, dù có khó khăn cỡ nào, dù có lội sông lội suối cũng coi như cũng bước qua hết rồi. Như không quản ngại coi như trông gai mệt nhọc. Sông sâu biển mấy em vượt qua mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, mời anh về chỗ. Trời ơi, chán anh quá. Về chỗ. Hồi nãy giờ là thử nha. Giờ bùm nút chưa? Bây giờ thiệt nè. Giờ bùm nút. Mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Tình cảm của anh chị, cảm xúc của anh chị tự quyết định. Tự quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Trước tiên em muốn hỏi anh trước, tại sao anh không bấm? Bây giờ anh không biết nói gì hơn. Nhưng mà trước tiên thì anh xin em, tức là có nghĩa em tha lỗi cho anh. Anh đâu có làm gì có lỗi đâu. Không, tức là gọi là một cái câu rất chi là bằng cái tâm. Dạ, dạ. Anh không có chê em điều gì hết. Em là người phụ nữ rất đẹp. Nhưng mà tự nhiên sao trái tim của anh chưa cho phép bấm. Dạ. Đó là anh nào. Tại anh đến với chương trình là khao khát thử một lần trái tim được rung động, đúng không ạ? À, đúng rồi. Dạ, em trân trọng cái quyết định của anh. Còn em, lý do tại sao em không bấm? Thứ nhất là em cũng nghe ảnh chia sẻ, em cũng biết ảnh không mở lòng. Tại vì hai người phụ nữ ở với ảnh, người nào cũng gần 10 năm mà ảnh vẫn nói là ảnh không yêu. Thì không thể là một người mà chỉ có gặp 5 phút mà ảnh nói là ảnh có cảm tình được. Thật ra là khi mà làm mai mối cho những cặp đôi đã gãy đổ á, thì thật sự là Tường áp lực rất là nhiều. Đôi lúc nói chuyện vui để cho anh chị vui, để anh chị có thể chia sẻ cho nó thoải mái thôi. Tuy nhiên thưa mọi người ạ, quyền vẫn là ở họ. Bởi vì ở cái tuổi này á, để mà mở lòng ra hoặc để rung động nó rất khó, rất là khó. Em cũng phải mở lòng mình ra. Mặc dù hôm nay ta ra về là ta không tìm được một cái nửa của mình, nhưng em vẫn phải tự tin. Tương lai phía trước vẫn có rất là nhiều người đàn ông tốt mà có thể em chưa có cơ hội gặp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Riêng anh thì em cũng chúc anh luôn được nhiều sức khỏe,
Rồi em cũng hy vọng một ngày nào đó anh gặp một cái đối tượng mà khi gặp anh phải được cái cảm xúc là yêu, phải yêu thử một lần. Nha, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Và Tường cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Chị ạ, chị ơi, hôm nay là buổi phỏng vấn đầu tiên của mình á, mình cứ thoải mái chia sẻ thông tin với biên tập nha. Dạ em mời các chị biên tập phỏng vấn ạ. Dạ các chị ơi, phỏng vấn mình. Xin chào chị Ngân. Chị Ngân giới thiệu đôi nét về bản thân mình chị nha. Hôm nay chị có cái buổi phỏng vấn này thì chị cũng có phim biên tập và sản xuất của chương trình thôi, nên là chị cứ chủ động chị chia sẻ nhé. Em là Lê Thị Thanh Kiều, quê quán Cần Thơ, nghề nghiệp mua bán, muốn kiếm người cỡ gần 4 mấy đến 5 mấy. Dạ rồi, chị Thanh Kiều sinh năm bao nhiêu ạ? Chị sinh 1979. 1979, chị đang buôn bán cái gì ở Cần Thơ ạ? Đúng rồi. Nhưng mà chị buôn bán về mặt hàng gì chị? Chị mua bán mặt hàng bên nước giấy khác da hú. Dạ. Rồi chị chia sẻ đôi nét về những cái điểm mạnh yếu của chị đi chị. Điểm mạnh của chị là như vậy, điểm mạnh là dạng như chị thích nha, đi làm mua bán. Còn muốn chị thì chị cũng hơi mua bán thì chị lanh lợi lắm, còn mà lên mạng hay là gặp bạn bè thì chị cũng hơi nhút nhát. Chị có năng khiếu gì không? Hát hò gì được không? Hát hò hay là nhảy bình thường? Tại thời gian tại thì có đi học nhảy, học hát gì không? Không em, tại vì chị giờ đó giờ sống nghề mua bán không à. Sống mua bán mấy năm nay rồi. Chị không có giao thiệp mấy cái đó. Dạ. Như đó giờ cũng như chị cũng ít có tiếp xúc qua lại á, rồi cũng dạng tiếp xúc với những mua bán không à, cho nên chị cũng không hơi nhát. Rồi, tình trường của chị thì sao chị ha? Hả? Tình cảm chị hả? Chị cũng có một đời chồng chứ, và chị ở được mười mấy năm, chị có xui rồi, có cháu ngoại rồi. Cháu ngoại rồi. Có cháu ngoại được 2 tháng mấy rồi. Rồi, bây giờ chị chia sẻ về cái cuộc hôn nhân trước đó của chị đi. Chị chồng bao lâu, sao chị kể cho em nghe ha. Rồi, chị có chồng lúc đó còn nhỏ, mới mười mấy tuổi à, có chồng rồi không có kết hôn. Rồi chị ở được cũng 20 năm á. Rồi sau này chị lo buôn bán á, gặp cái ông xã chị không có nhiều bé á. Rồi thôi, nhưng mà hồi đó không có làm giấy kết hôn. Rồi những cái gì tài sản của ổng đứng tên á, rồi ổng lấy á. Thì chị đi ra, chị dẫn con chị đi ra mình không. Rồi là có vợ bé sao mà chị phát hiện? Cũng như chị lo cho buôn bán xong rồi người ta nói. Ảnh có vợ bé dẫn đi khách sạn gì vậy đó. Rồi chị cũng không tin nữa, rồi chị mới nói thôi về. Chị cũng nói thôi anh ơi, nghèo quá rồi, giờ vợ chồng gán lo làm, em lo làm rồi thôi anh. Cái gì bỏ qua được đi, nhớ tỉ dứt khoát đi, đừng có dây dưa nữa, về gán lo đùm bọc. Tại vì chị cũng có đứa con mà. Ổn rồi chị ơi, lo buôn bán. Rồi cái ảnh không chịu, ảnh nói thôi giờ cuộc sống của ảnh thích như vậy rồi, thôi giờ ảnh để chỗ buôn bán lại cho chị. Và tài sản gì, những gì của anh đứng tên là anh lấy hết, anh không cho chị cái gì hết. Trời ơi, là một chị nuôi con từ đó tới giờ luôn. Chị nuôi con chị năm nay là con chị 30 tuổi rồi, con gái. Con gái hả chị? Cho nên là chị... Trời ơi, rồi là một mình nuôi con, có khi nào vất vả không? Chồng có chăm nom phụ tiền nuôi con không chị? Không em. Trời ơi, tài sản mà chỉ tạo ra mà còn không cho chị lấy được cái gì hết trơn. Rồi một tay chị gánh vác con, rồi đám cưới con chị dễ, chị nghèo lắm không có tiền, nhưng mà nó có được có cái là nó tốt. Rồi chị cho tiền, bỏ tiền ra làm đám cưới cho chú rể cho con chị luôn. Nhưng mà bây giờ đổ lại thì con rể chị nó rất là thương chị, cho nên chương trình này rể chị với con chị nó đăng ký cho chị. Chương trình này vậy là chắc tham gia là có 2 vợ chồng con gái luôn á ha. Đúng rồi, tại vì rể chị lúc trước nó là thằng đi bỏ đứa gái cho chị mà. Vậy đó hả? Nó cũng cha mẹ nó cũng lục đục. Rồi chị thấy vậy á, chị bỏ tiền ra, chị con chị lúc đầu nó không chịu, gái chị á. Nó không chịu, có nói thôi mẹ không có tương lai, mẹ nó trời chị mới phiên, chị nói bây giờ con nghỉ đi kệ nó nghèo nhưng mà nó tốt, nó không có ăn chơi. Còn con lựa những ăn chơi về sao bỏ con, mẹ con chịu nổi bây giờ thôi, để mình thương đó.
thì mẹ cho con tiền làm đám cưới hết hai bên luôn. Rồi bây giờ thì nó về nó là bán với chị, nó buồn, nó cũng lo lại cho chị. Trong người hồi đó chị cực khổ như thì bây giờ chị cũng khỏe rồi, có dễ con gái bán, chị ít có bán. Ừ. Nhà giữ cho ngoại thôi. Ừ. Rồi ok, vậy thì là coi như là từ đó chị có quen người nào khác không? Có thể người nào khác không? Chị có quen một người, chị sống chung 3 năm mà nói chung là không biết không, 3 năm đó người ta gạt chị, người ta có hai con vợ luôn, người ta có hai đời vợ mà chị không biết. Tại vì chị dân thì chị lo cho buôn bán kiếm tiền thôi. Rồi khi người ta ở với một con vợ lớn, ở thêm một con vợ thứ hai vẫn song song luôn, hai người là mấy chục năm. Thì chị phát hiện ra là chị là người thứ ba. Cái chị mới nói thôi bây giờ sống gì đâu sống được cưng. Thì chị lúc đầu đó, người ta cũng dẫn vợ lớn ra cũng gặp mặt chị đầu đàng hoàng. Rồi cái tự nhiên chị hy sinh cho vợ lớn thôi, chứ bây giờ thì bắt chị hy sinh người thứ ba nữa chị đâu có chịu. Chị mới nói thôi bây giờ tình trạng gì chị chia tay, chứ chị không ở thì người ta cũng kiếm chị nhiều lần. Nhưng mà chị từ chối, thì con chị cấm luôn, không cho qua lại nữa. Rồi được 6-7 tháng nay rồi không có liên lạc, chị chặn hết Facebook, chặn hết số rồi này kia rồi, chị không có qua lại nữa. Rồi bây giờ là chị mong muốn tìm một người như thế nào ha? Chị mong muốn kiếm sao mà cũng như sống với chị là sống thật, tại vì chị là dân bằng ăn, như là nghèo cũng được, không cần phải là giàu hay là này kia nọ, cũng sống thật rồi lo biết chăm sóc vợ con. Tại vì chị nói như chị có một mẹ một con đùm đùm bọc rồi đó, giờ chị không thể nào bỏ con chị được. Còn nếu bây giờ đó, thì nếu mà bên kia không có điều kiện thì bên chị cũng có điều kiện nhân bán mà. Thì về đây tạo điều kiện nha, buôn bán chị sống như là vợ chồng đùm bọc sau này vậy đó. Rồi tuổi tác vùng miền của người này thì sao? Tuổi tác thì tiền cưng tính tới cỡ chị, tại vì hôm nay chị cũng mới bốn mấy à, mà chị kiếm từ có bốn mấy hoặc năm mấy đổ lại thôi. Là 50 tuổi đổ lại đúng không? Lớn tuổi hơn mình đó hả? Bằng 50 năm mấy cũng được. Rồi người ta là đang ở đâu hay bắt buộc là phải dưới Cần Thơ? Bây giờ chị thì bây giờ nếu mà ở đâu cũng được, thì bây giờ chị nói về tình cảm mà, nếu mà chân thành thì ở đâu là dậu xa mấy thì cũng được thôi, chứ đâu cần phải ở gần bên mình mà giả dấu thì cũng không trả được cái gì. Đúng rồi. Ok, được ha. Có thể quen xa được, miễn sao phải tin tưởng ha. Còn bên này chuyện làm ăn này kia, kinh tế tốt thì mình cứ làm thôi. Đúng rồi. Chứ đâu phải là tôi thấy ở gần bên đó mà người ta gạt chị 3-4 năm trời mà chị. Thì bởi vậy mấy cô cứ đòi gần bên không. Rồi bây giờ chị Kiều có tài lẻ năng khiếu gì không? Ca hát rồi được không? Chị không có biết chữ. Không biết chữ thôi nhưng mà biết hát không? Không. Chị phải tập luyện cái bài thơ bà chị lên giao lưu này kia các thứ với người ta cho vui nha. Rồi nói chung là hôm nay chỉ là cái buổi đầu tiên thôi, để mình làm quen này kia với nhau. Còn nếu mà có cái người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo sớm cho chị biết ha. Ok. Chị đã làm ở rể được bao nhiêu lâu rồi? Rể chị 4 năm rồi. Rể 4 năm rồi hả? Rể là có lanh lẹ không hay là nhát? Lanh lại lắm, buôn bán hồi đó thì nó nhát. Mà giờ ra tập ký rồi buôn bán, chứ biết bán trước cổng bệnh viện mà. Rồi lanh lại. Rồi ok, cảm ơn chị Kiều. Nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo ha. Rồi biết đâu có chương trình mẹ vợ con rể nữa thì mời rủ con rể tham gia được không chị Kiều? Dạ được. Rủ con rể tham gia cho nó có kỷ niệm hai mẹ con ha. Rồi ok chị Kiều nha, có gì chị đợi thông tin nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Em đang em 27 tuổi, đang sống ở Hải Dương và đang là giáo viên tiếng Anh ạ. Rồi họ tên của mình là gì? Ngọc Anh ạ. Cái gì Ngọc Anh em? Phạm Ngọc Anh. Rồi Phạm Thị Ngọc Anh, em là em dạy dạy tiếng Anh cho trung tâm hay là như thế nào? Ở trường công ạ. Rồi hôm nay là nghỉ dạy đó hả? Hôm nay là hè quên, tiếng Anh trường công. Rồi nếu mà chương trình ghi hình ở trong Sài Gòn thì em có vào được không? Em sẽ cố gắng sắp xếp ạ.
Rồi bây giờ là Ngọc Anh chia sẻ với một xíu về bản thân mình đi. Em là một cô gái như thế nào, có những điểm mạnh, điểm yếu như thế nào ha? Năng động, vui với bạn bè. Nhưng mà cái điểm yếu của em đã ly hôn rồi. Ủa đã ly hôn thì đâu phải là điểm yếu đâu em. Điểm yếu ví dụ như là em có nóng, có hay giận không, hay ghen không, hay như thế nào á? Điều của em thì lúc đó hơi nóng tính thôi, nhưng mà cái mạng bên em nó hơi yếu yếu, nghe nó không có được rõ lắm. Rồi hồi nãy em nói là em đã ly hôn, vậy thì em chia sẻ về cái cuộc sống hôn nhân trước đó của em đi, lý do vì sao em ly hôn. Hình như là không có nghe được tiếng của em nữa. Rồi bây giờ nghe rồi nè, hồi nãy em nói thì không có nghe. Rồi ok em nói lại đi. Rồi bây giờ lại không nghe, các em có nghe không? Không có. Em đang xài wifi hay 4G á Ngọc Anh? Em đang xài wifi hay 4G? Nhiều khi wifi nó hơi yếu á. 4G mà. Mà nó yếu quá, nó không nghe được tiếng em nói luôn á. Rồi bây giờ em để sát vào em nói giúp chị đi là em lập gia đình như thế nào, rồi sao ly hôn ha. Có em bé chưa nha? Có rồi. Rồi bây giờ nghe rồi nè. Rồi em chia sẻ đi. Alo, em chia sẻ đi, chị chưa nghe được em nói. Em đổi mạng. Em đổi mạng thử đi. Alo, giờ chị nghe rõ chưa chị? Bây giờ nghe được rồi đấy. Vâng, chắc vừa đến mạng 3G nó lại yếu hơn mạng wifi rồi. Đúng rồi. Ok, bây giờ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trước đó đi. Em kết hôn năm 22 tuổi, những lúc mới ra trường ạ. Thì hiện tại em có một bé gái 3 tuổi. Có lâu thì trong cuộc sống thì em thấy là mình có những cái không có cùng quan điểm sống ấy, xong hai cãi vã, thế nên em quyết định là ly hôn để cuộc sống của mình nó thoải mái hơn. Mà sao em lại kết hôn sớm, rồi mới ra trường đã kết hôn rồi? Lúc đấy là tuổi trẻ chưa suy nghĩ nhiều ạ. Lại đổ cho tuổi trẻ phải không? Nhưng mà cái cảnh đỉnh điểm gì để mà khiến mình phải ly hôn? Ly hôn là khi mà kiểu trong cuộc sống mình xảy ra quá nhiều cái mâu thuẫn quá hay cãi vã nhau, thì em cảm thấy là bây giờ tuổi trẻ của mình mỗi người chỉ sống một đời người thôi, mà cuộc sống cứ ngày này qua ngày khác thế thì nó sẽ rất là phí hoài thời gian của cả hai. Về xong, cưới về xong là có em bé luôn hay như thế nào, hay có em bé rồi mới cưới? Cưới xong thì có em bé ạ. Rồi vậy thì là sau đấy thì ly hôn thì con là một mình em nuôi hay như thế nào? Một mình em nuôi. Một mình nuôi con luôn. Rồi là em ly hôn là cách đây bao lâu rồi? Nếu mà nói ra thì ly thân thì cũng phải 3 năm rồi, nhưng mà thủ tục ly hôn thì được hơn 1 năm ạ. Thủ tục là hơn 1 năm. Rồi, coi như là bây giờ là em đang sống ở nhà với ai? Với bố mẹ em ạ. Mà hồi xưa là em tìm hiểu bao lâu lại đi đến kết hôn, rồi kết hôn về lại hai cự cãi với nhau? Cũng 1 năm ạ. Thế nhưng mà thực ra lúc đấy thì em nghĩ là so với cái hồi đấy mình mới ra trường thì mình chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống ấy. Nên mình nghĩ cuộc sống nó có nhiều cái nó hồng. Nhưng khi lấy nhau về thì mình mới biết là nó có nhiều cái mà mình cần phải học hỏi, rồi cần phải
Nói chung là cần phải hiểu hơn. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là mình cũng đã đủ trưởng thành để biết được những cái điểm, những cái mặt trái hay mặt phải của cuộc sống rồi, không còn ngây thơ với cả là như trước nữa. Vậy thì là rồi bây giờ em mong muốn tìm một cái người như thế nào để phù hợp với em? Em mong muốn tìm một người tầm từ 30 đến tầm 40 tuổi, có công việc ổn định, gần nhà em thì càng tốt, tâm lý chững chạc trưởng thành. Gần nhà em là phải ở khu vực ngoài ngoài Bắc được không, hay là phải gần ở trong Hải Dương? Hoặc Bắc cũng được mà Sài Gòn cũng được ạ, bởi vì em nghĩ một khi mà đã hiểu nhau với hợp nhau thì khoảng cách nó không là vấn đề. Có thể quen Sài Gòn được là dễ rồi nè, tại vì đa số là ở trong Sài Gòn cũng có thể là có nhiều người phù hợp á. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt không? Người ta cũng cùng hoàn cảnh ly hôn thì vẫn được đúng không? Vâng. Cùng hoàn cảnh ly hôn. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Yêu cầu gì đặc biệt ở người này không? Tức là phải có công việc ổn định, chứng chạc, trưởng thành. Phải có công việc ổn định rồi. Có điểm gì em không thích ở người đàn ông không? Em nên không thích đàn ông hay nhậu nhẹt về, hoặc là cờ bạc. Nói chung là cờ bạc rượu chè. Rồi, không cờ bạc, rượu chè, ok. Còn bé gái nhà em là bây giờ là nếu mà lấy chồng là em đi theo em luôn đúng không? Vâng ạ. Rồi, ok. Nói chung là hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Quan trọng là phải có cái người phù hợp đã và chấp nhận cái hoàn cảnh của nhau nữa. Sau đó là chương trình sẽ thông báo sớm để mình sắp xếp ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ha. Vâng ạ. Rồi, ok. Cảm ơn Ngọc Anh nha. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Chào em. Thấy hình ảnh của mình qua camera điện thoại rồi. Đầu tiên là mình giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha chị. Dạ, em là Đoàn Thị Hồng Loan, đến từ Đồng Tháp ạ. Đoàn Hồng Loan, rồi chị Loan là sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 90 rồi chị. Rồi, rồi công việc hiện tại cụ thể của mình là cái gì chị Loan? Dạ, em làm công việc hiện tại của em là phiên dịch tiếng Trung. Hay là em đang làm lễ tân cho một khách sạn. Và lễ tân là mình làm dưới Đồng Tháp luôn. Dạ. Rồi, dưới Đồng Tháp thì nếu mà ghi hình thì vẫn có thể sắp xếp lên Sài Gòn tham gia được đúng không? Dạ. Rồi, ok. Bây giờ chị Loan chia sẻ một xíu về bản thân mình đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì ha? Rồi có ca hát, tài lẻ gì không? Mình thể hiện luôn nha. Dạ, tại vì cái điểm mạnh của em là năng học hỏi và tiếp thu. Và chị cứ biết công việc này kia rồi cái chị. Ví dụ như nữ công gia chánh, bếp núc, nấu ăn này kia có giỏi không? Em cũng biết ít hả chị ơi. Tại vì em chú trọng vô công việc đi học đi làm á chị, nên em cũng ít cái nấu lắm. Rồi ít nấu ăn rồi, còn mình có cái điểm yếu gì không, tật xấu gì không? Dạ em có cái điểm yếu là sợ độ cao và sợ máu. Hồi giờ có câu chuyện nào mà sợ độ cao, sợ máu không? Dạ. Hồi giờ câu chuyện sợ độ cao, sợ máu là gì không? Dạ, cũng như là đi cái chỗ nào mà ấy nó cao quá, tầng cao quá mà nhìn xuống em sợ. Cái trường hợp mà giống như máu me nhiều là em ghê á, em sợ. Ok, tiếp là còn trước giờ mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có một mối tình hồi lúc em còn đang đi học ở trước đó, chưa ra trường, vì là gia đình thích với nhau á, rồi liên kết với nhau là để kết hợp là xui gia đó chị, cũng như là thường là ở dưới quê em là thích hai người lớn thích với nhau, chị nữa tôi sẽ cưới con gái của chị cho con của tôi, ví dụ vậy. Rồi cái tới đến tụi em cũng tìm hiểu thời gian thì ra trường, rồi thời gian ít, ai cũng vô công việc đó rồi ít tập trung được mà hẹn hò chị, rồi nên mình ra không có cái tiến tới được. Là coi như là họ chỉ có một mối tình đó thôi. Dạ. Rồi bao lâu rồi mình không quen ai?
Dạ thì từ đó tới giờ là cũng cũng lâu rồi chị, là em tập trung thấy mình chắc mình sự nghiệp mình chưa có ổn nên thành ra không có được một mối tình chuẩn chị, nên thành ra em nghĩ là thôi mình cố gắng mình học và làm đến ngày hôm nay cái gia đình bắt em là bây giờ tới giờ còn chưa có chồng nữa thì thôi phải kiếp đó, nên ra em thấy cái trên này hay hay thích chị anh Vận Linh chứ chị Cát Tường với cái chị gì đó em quên tên rồi, thấy cũng dễ thương quá em nói Ngọc Lan chị Lan em dạ đúng rồi chị Ngọc Lan đúng rồi đúng rồi đúng rồi em rất là thích chị nhưng mà em nói là có dịp nào đó em gặp chị ở ngoài là thấy hạnh phúc rồi, không biết có được người yêu hay không nhưng mà thấy là thích thằng cô của mình cũng thấy thích phù hợp với mình. Dạ sao em không nghe chị ơi, cái tính mình mong muốn tìm một cái người như thế nào để phù hợp với mình? Dạ em mong muốn là cái người đó là hiểu mình và biết được giống như là tôn trọng người lớn đó chị, giống như là mình phải biết trên biết dưới vậy chị. Dạ rồi. Tuổi tác rồi vùng miền của người này thì sao? Dạ không quan trọng nhưng mà yêu cầu là mình biết được trên dưới, tôn trọng người lớn, anh chị, các bạn anh gia chị trong gia đình. Không quan trọng là mình quen ở xa cũng được đúng không? Yêu xa được rồi, người này nhỏ tuổi hơn mình cũng được đúng không? Không, chị nhỏ tuổi hơn em không, em chịu chơi, sợ nhỏ tuổi hơn, cứ nghĩ chứ. Bởi vậy, hỏi là cái tuổi của mình như thế nào, kêu là không quan trọng. Dạ, cái tuổi lớn hơn em, tầm 6-7 tuổi cũng được. Thì đó, mình phải có cái cột mốc cụ thể nha, chứ nói cái gì cũng không quan trọng hết là không được. Lớn hơn tuổi, rồi. Quê quán vùng miền ở đâu, yêu xa được, người này đang làm việc Sài Gòn thì được đúng không? Ừ, rồi ok đó, mình phải có những cái cụ thể như vậy nha. Rồi ok, cảm ơn chị Loan nha. Rồi có gì chị đợi thông tin từ chương trình, nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo để mình sắp xếp tham gia nha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn chị Loan. Dạ, em chào chị ạ.